YouTuber chúng ta ai mà chả thích view ngoại. Sau khi quay video, dựng video xong, chúng ta về, chúng ta ngồi nghĩ rằng bây giờ phải làm sao, đặt cái tiêu đề như thế nào, đặt cái mô tả như thế nào để thuật toán nó đề xuất cái video của mình ra nước ngoài. Mình chẳng cần quan tâm đến cái nhu cầu, sở thích hay là thói quen của khán giả nước ngoài là như thế nào. Trong khi đó, nếu mà mình tư duy ngược lại, mình tìm hiểu kỹ về khán giả của mình, thì mình có thể thiết kế để cho cái video của mình, trong cái video của mình, mọi yếu tố nó đều phù hợp với đặc trưng của khán giả nước ngoài. Lúc đó thì cái việc mà đặt tiêu đề, mô tả hay là tối ưu hóa đều bé bằng mắt mũi, rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Cái điều này nó không chỉ đúng với khán giả ngoại, mà còn đúng với bất kỳ đối tượng khán giả nào mà bạn chọn phục vụ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn bằng cuộc trò chuyện tiếp theo với bạn Khuyến của kênh Lovely Sài Gòn. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của tất cả YouTuber Việt Nam, đồng thời cũng là nơi Henry Phan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube. Anh vào chữ sắp xếp theo nè, phổ biến nhất anh xem nè. Kéo xuống anh xem nè. Dạ. Người Sài Gòn, từ từ, kéo từ từ, kéo lên, nhìn mấy cái phổ biến nhất. Xót xa ba cụ 60 tuổi bị mù ngồi ở góc. Đây là lý do mọi người phát sốt về cua gì ba. Xuất hiện xe tông càng xanh, tông mũ ni. Mấy cái clip này sao mà nhiều view quá vậy? Dạ, mấy này hồi trước em làm đó. Hồi trước em đi, nói chung là em đụng gì em quay, nó thấy kiểu vậy. Ba cụ kia gọi chạy quảng cáo không mà nhiều view vậy? Dạ không, cái này tự nó lên á. Cái này hồi đó là em quay, nó chỉ có khoảng chừng mấy trăm view thôi. Tự nhiên sau này cái nó lên vù vù luôn á. Tới đây cái đứng lại này, này hiện nay nó vẫn chạy nhưng mà ít à. Không có cái nào em chạy quảng cáo hết trơn, view tự nhiên không. Ấy, hình đại diện là về thế mà. Chụp cảnh sát mặt nhìn ấy liền thấy không? Lại còn có cả cái hình kia nữa, đang khóc nữa kìa đấy. Đó, hình ảnh và chữ nó phải khớp vào nhau. À. Với mấy cái kia này cũng thế này. Cua ba này cũng thế này. Hình đại diện của em làm ok quá này. Mấy cái này chắc chụp riêng đúng không? Hay là cắt clip ra luôn? À, chụp riêng anh. Đó, thấy chưa? Sao riêng này nhìn lại lười. Riêng. Cái gì nhỉ? Việt Nam nó gọi là gì? Dạ. Cái gì tốt gỗ phải tốt cả nước sơn nữa đúng không? Thì trong cái xã hội YouTube này em cứ trong video của em hay ho nhưng mà ngoài chả ra gì thì ai mà xem. Mà không ai xem thì làm sao ai biết bên trong hay ho. Okay. Rồi vào studio xem nào. Studio. Rồi đây anh, cái mới hay là cái cũ? Rồi cái mới xem. Bây giờ bình thường em đang làm nghề gì? Em bán quần áo xuất khẩu, bán quần áo ở nhà nè. Quần áo ở nhà? Dạ. Sao không làm kênh về quần áo? Quần áo của em, quần áo xuất khẩu, hàng nó tùm lum chứ. Em cũng tính làm mà không biết, cũng chưa có hình dung được cái hướng nó đi làm sao. Thì cứ lên học anh Lê Dương Bảo Lâm mà làm thôi. Livestream. Dùng studio bản thử nghiệm xem nào. Dạ, để em nhắm nha. Quay trở lại chỗ địa lý đi. Quá nửa là Việt Kiều hả? Dạ, là Việt Kiều. Dạ đúng rồi, kênh của em thì view nước ngoài khá nhiều, em thấy vậy á. Anh thấy cái hướng đi này của em đúng rồi đấy. Em cứ làm tiếp theo cái hướng này. Nghĩ xem Việt Kiều người ta thích cái gì. Dạ. Xem Việt Kiều người ta bỏ quên luôn khán giả Việt Nam đi. Từ góc nhìn của người Việt Kiều nó như nào? Cứ tập trung mình chọn khán giả cho mình như thế nào? Dạ. Nhưng mà Việt Kiều thì em phải nghĩ về chất lượng video của em phải tăng lên nhiều nữa. Dạ. Ở bên này người ta tiếp xúc với những cái chất lượng của YouTube cao hơn nhiều so với Việt Nam. Em hiểu không? Rồi vào chữ thêm, loại thiết bị. Wow, TV nhiều nhất. TV ha. Ừ. Chà.
Yeah. TV nhiều nhất nếu mà là... hả? Nếu mà TV thì chất lượng video của em nó hơi hơi dở à? Thì thế, em thấy không? Ở bên Mỹ này, bọn nó xem YouTube cũng phải xem bằng điện thoại với máy tính như Việt Nam. Bọn nó về nhà buổi tối ăn cơm xong là bật TV lên, bật YouTube TV lên xem. Bữa nào em thử nhà có TV không? Bữa nào thử đăng ký YouTube TV xem cái giao diện mình, cái clip của mình nó hiển thị ở trên TV nó như thế nào, em hiểu không? Để chỉnh lại cho nó. Yeah. Em quay bằng điện thoại hay bằng gì? Em quay bằng cái action cam á, action cam. Tại đi bộ cho nó phải rung á. Yeah. Nó có bị rung không? Dạ rung thì nó không rung, nhưng mà cái chất lượng hình ảnh nó ra nó không có được đẹp, đặc biệt là xem trên TV á, cái màn ảnh mà nó càng lớn thì cái video của em nó càng bị mất nét nhiều. Anh nghĩ em nên phải nghĩ cách để cải thiện chỗ này. Em đầu tư để nâng chất lượng hình ảnh lên. Còn âm thanh thì sao? Âm thanh thì em thu kiểu gì? Âm thanh thì em nghĩ ổn. Nếu mà em đi bộ thì em ghi âm à, em có cái micro cắm trực tiếp vào cái máy luôn. Còn mà nếu mà đi xe thì thường là em sẽ ghi âm rời về em ghép lại. Âm thanh thì em nghĩ nó không có đến nỗi nào. Mà có cái hình ảnh thì nó hơi dở. Đấy thì nghĩ cách cải thiện nhá. Em phải đưa cái video của mình lên một chất lượng, một level cao hơn nữa thì bọn Việt kiều nó mới sướng, nó mới xem được. Dạ. Yeah. Tại vì nó xem em ở trên tivi mà, cho nên từ nay trở đi em đừng có nghĩ là nó chỉ nhìn cái nhỏ nhỏ mỗi chi tiết của mình đều ở trên, là em phải nghĩ là lúc nó phóng to ra ở trên màn ảnh tivi nó người ta nhìn thấy nào, người ta xem bên này toàn 100 minh đúng không ạ? Chứ đâu phải chuyện đùa đâu. Nha. Yeah. Thời lượng yeah. trung bình tận 7 phút 45 giây kìa. Những khán giả này rất là gắn kết với anh của em, nhưng đùa đâu. Điều đó là yeah. em muốn đấy thì em show mặt mình ra nhiều vào. Ít nhất là trong 1 phút đầu tiên của video. Cái khuôn mặt của em là cái người ta sẽ nhớ nhất, hiểu không? Chứ còn không phải là những điều em nói về những cái thông tin nói đâu. Yeah. Người ta nhớ về Sài Gòn, nhớ về những con đường, với những con ăn này nọ, chứ còn... người Sài Gòn này trong video này rõ ràng nhất là cái mà người ta có thể, cái điểm neo người ta để gắn kết được, chứ còn tất cả những cái kia không thể nhớ bằng cái khuôn mặt đâu. Rồi em đóng cái này lại đi, vào video anh xem nào. Bình thường bây giờ em đang đi làm đang bán quần áo nhỉ, lúc nãy hỏi rồi. Yeah. Bán quần áo thì làm vlog về thời trang quá đâu, dễ mà. Bình luận về thời trang, bình luận về em Ngọc Trinh hở hang. Rồi bên dưới để link bán quần áo thôi, chứ có cái gì đâu. Cái gì đâu phải nghĩ. Và cái tổng quan anh xem nào. Cái này nó mới lên đây à? À cũng lên cũng lâu rồi mà. Cho xem toàn thời gian nào. Lên cũng lâu, lên mấy tháng trước rồi đó. Rồi. Kéo trước cái dốc xem nào. Bắt đầu lên là ngày nào? Đây này, đây này. Cái lúc bắt đầu á, tháng 11 hả? Tháng 11. Trong tháng 11 á, kết thúc tháng 11 là nó rớt luôn. Bắt đầu ngay chỗ này nó lên lại chút xíu nữa nè. Tại sao bọn Việt kiều lại thích xem mấy cái từ thiện này nhỉ? Dạ, tại vì theo như em thấy là người nước ngoài người ta coi về mấy cái từ thiện nhiều lắm nha, mà người ta còn gửi tiền về người ta cho mấy đứa đi làm nữa đó. Thành ra là ở mình đó nhiều người đi làm mấy cái từ thiện này lắm. Dạ nhiều kênh làm lắm hả? Tại sao em? Dạ nhiều lắm. Mấy cái kênh bạn em ngày xưa mà nó làm ẩm thực chung với em á, nó bỏ ẩm thực hết trơn, nó đi qua làm từ thiện hết. Tại sao em làm theo hướng đấy? Em thì em không thích làm, tại vì thật sự ra là làm nhiều khi em thấy bị lừa nhiều quá. Em bị mấy lần rồi. Ai lừa? Thì những cái người như vậy nè. À lừa. Tức là cái hoàn cảnh của họ không có phải như vậy, mà nhiều khi mình không biết được á, mình không có điều tra được, mình không có kiểm tra được. Thì mình thấy giống như họ khổ lắm, mà thật sự ra sau đó nó có nhiều cái vụ phui ra lắm là nó. Với lại em thấy cái khoản từ thiện này nó hơi nhạy cảm. Thường thường ví dụ như em muốn cho thì tự em cho thôi, chứ em không có làm video.
em không không thích đi theo cái hướng này, em ngừng đấy chứ. Ok, anh nghĩ là như này này, này anh nghĩ là bây giờ em bây giờ ok đồng ý không làm theo cái hướng từ thiện nữa, thì bây giờ mình chỉ cần chú ý là khán giả của mình sẽ là Việt kiều, thì anh nghĩ là em không cần phải giới hạn nội dung của em ở chỉ là ở Sài Gòn, chỉ cần biết là khán giả của mình là Việt kiều rồi, tất cả những cái gì mà em nghĩ là Việt kiều có thể quan tâm thì em đều có thể làm được. Nó có thể là Phan Thiết, có thể là Bến Tre hay là gì đó. Dạ đúng rồi, em đi tới đâu thì em làm tới tới đó. Tại vì nói thiệt với anh á, là bây giờ cái kênh em nó cũng chưa có lên, cho nên thật sự là em chưa có dám dành nhiều thời gian cho nó. Ví dụ như kênh em mà nó ổn rồi á, thì em đầu tư thời gian cũng như cái tài chính vô nó nhiều hơn. Chứ còn bây giờ bài toán con gà quả trứng em ơi, nếu mà em cứ làm theo kiểu như này thì nó vẫn cứ lẹt đẹt hoài như này, nó cứ bập bênh, nó cứ lên rồi nó lại xuống, rồi ăn máy thì được một clip như này, xong rồi cả năm lại chả được gì. Vừa nói chung là vừa mất thời gian, vừa chả giải quyết được gì. Hiểu sơ sơ tình hình kênh của em rồi. Nói chung của em hiện tại là chưa có một cái chủ đề nào mà nó đề xuất một chủ đề nào rõ ràng, là chỉ có cái từ thiện này là rõ ràng nhất, mà em không muốn đi theo cái hướng đấy thì chịu thôi, thì bỏ thôi, không sao cả. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tiếp tục, và anh nghĩ là trong giai đoạn tới thì em sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều chủ đề. Em chỉ cần chú ý là khán giả của mình sẽ là Việt kiều là được rồi, em làm những cái chủ đề như thế và chẳng tăng chất lượng của video lên. Vì em phải nghĩ là cái yêu cầu của Việt kiều á, nó phải ở trên một bậc so với Việt Nam, hiểu không? So với YouTube của Việt Nam. Đấy, ví dụ như lúc nãy em nhìn thấy cái số lượng ở trên TV nhiều hơn hẳn, em thấy khác, cái hành vi nó khác người Việt Nam thôi, thấy không? Việt Nam đâu phải là xem YouTube TV nhiều nhất đâu, vẫn xem truyền hình quốc gia đúng không? Bên này truyền hình quốc gia, truyền hình cáp là thua YouTube rồi. Là bây giờ đã thua YouTube rồi, đấy là những điều mình cần phải suy nghĩ. Em edit video bằng phần mềm nào? Em biên tập video bằng phần mềm nào? Bằng app gì? Em thường làm trên cái điện thoại. Làm trên điện thoại? Nhà có máy tính, xong làm trên máy tính. Máy tính em nó hơi yếu, nó render lâu quá. Render thì em hay làm bằng Camtasia nè. Render lâu thì mua thêm RAM gắn vô. Máy tính em RAM là hết chỗ gắn luôn á, nhưng 16GB rồi đó, chắc tại cái máy em nó yếu thôi. Chạy không nổi. Nhưng mà anh nghĩ trước sau vậy em phải ấy lên máy tính nhà, chứ còn nếu không thì em không thể chiến đấu được với YouTube TV đâu. Nếu mà khán giả của em chủ yếu là xem điện thoại thì mình có thể biên tập được ở trên điện thoại. Tại vì cái góc nhìn của mình là giống nhau, em hiểu không? Mình biên tập trên điện thoại mình thấy nhìn thấy như nào là khán giả nó xem như thế. Như khán giả của em toàn TV thì em phải màn hình to lên, phải chiến đấu bằng máy tính thì phải phục vụ được chúng nó. Chứ không thì làm sao em phục vụ được chúng nó, đúng không? Chúng là phải đầu tư không? Nói chung em muốn hướng tới khán giả đi taxi mà em chạy bằng GrabBike thì em không thể phục vụ được người ta được. Em chở được người ta những lúc người ta lỡ đường, trời mưa, đường vắng, không có xe taxi thì người ta mới đi xe em thôi chứ còn... đi xe máy của em thôi chứ còn... bình thường giờ cao điểm đắt hàng thì người ta toàn đi taxi không à? Đúng không? Đầu tư cái camera cho tốt cũng là được. Không, kể cả nhiều khi chưa được camera, nó có nhiều cách để tăng chất lượng lên. Camera để hình ảnh đầu vào tốt, hai là cái lúc biên tập nó phải khác nữa nhé. Bây giờ nha, bây giờ em trong giai đoạn em tìm khán giả cho mình nhá, em phải suy nghĩ đến cái lưu lượng tìm kiếm là tìm kiếm ở trên YouTube, em hiểu không? Tìm kiếm ở trên YouTube thì em phải tìm xem là những cái trong cái ô tìm kiếm kia khán giả sẽ tìm kiếm cái gì nhiều. Chứ lúc nãy ví dụ như chợ câu của Quang Trung là anh chả có ai tìm kiếm về cái đấy cả. Đúng không? Em cứ tập trung làm những cái đề tài lung tung tự nghĩ ra trong đầu như thế thì
lâu dài rồi dần dần nó cũng có khán giả rồi, nếu mà giả sử như em nói chuyện có duyên hay ho thì nó lâu dài nó cũng có. Nhưng mà nếu mà mình muốn ngắn hơn thì mình làm chủ đề nào mà người ta tìm kiếm nhiều trước, đúng không? Ví dụ như chợ cầu muối là rõ ràng là lưu lượng tìm kiếm nhiều hơn là cái chợ cầu của em, đúng không? Dạ đúng rồi, em hiểu ạ. Những địa danh, tập trung vào những địa danh nổi tiếng hơn trước. Chợ Bến Thành với cái gì, có cái clip nào chợ Bến Thành chưa? Dạ chưa. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu, ví dụ như đề tài mình sẽ làm, nghĩ là làm đề tài chợ Bến Thành nha. Em sẽ từ khóa chợ Bến Thành xem nào. Đó, đây là những gợi ý chủ đề em có thể làm nha. Một là em có thể đi theo hướng chợ Bến Thành xưa, quay những cái góc, những cái ví dụ như kiến trúc chẳng hạn, hay là những cái góc đường mà nó cũ ấy. Cái hướng đi của em là chợ Bến Thành về đêm thì em sẽ phải quay khác, em sẽ phải đi ban đêm chứ không đi ban ngày. Đúng không? Tức là cái việc trước khi em làm một cái clip gì, em phải suy nghĩ xem là cái lưu lượng tìm kiếm nó có nhiều hay không, cái chủ đề mình đi sẽ đi theo hướng nào, chứ không phải quay một cách lung tung được. Trước khi đi xong rồi về mình ngồi tối ưu hóa lại được, nó sẽ rất là ngược, em hiểu không? Em xem trước xong rồi em chọn trong số những cái danh sách này này đấy, hoặc là chợ Bến Thành có gì ngon chẳng hạn, là em làm chắc chắn có view, tại vì có người tìm kiếm, có nhu cầu mà, đúng không? Tất nhiên là sau này ví dụ như kênh của em 1 triệu sắp rồi chẳng hạn, có 1 triệu khán giả rồi, thì lúc đó em làm cái chợ cầu của Gò Vấp cũng có người xem nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang là gọi là vô danh, không tên tuổi, không ai biết mình, thì làm sao thuật toán nó đề xuất được em? Dạ em hiểu rồi. Chứ lúc kênh nhỏ là mình phải dựa vào những cái chỗ như này để mình lên đấy. Sau đó xong em lấy tất cả những cái từ, cái từ này, những cái từ tìm kiếm này em đưa vào làm thẻ tag cho kênh của em, cho video của em, chứ không phải là thẻ tag. Em quay trở lại cái trình chỉnh sửa siêu dữ liệu của em. Giờ những cái thẻ tag này em đưa vào trong cái phần, em sang cái tab mà trình chỉnh sửa siêu dữ liệu đi nào. Đưa vào cái phần thẻ tag. Đưa vào cái phần này, em bỏ hết tất cả những cái trong đầu em tự nghĩ đấy. Khán giả nó không tìm kiếm bằng những từ khóa trong đầu em. Mà khán giả nó, cái YouTube nó đã tổng hợp những cái mà khán giả hay tìm kiếm nhất ở bên em, đưa hết vào trong cái này, em hiểu không? Dạ em hiểu. Chắc chắn sẽ có view. Cái việc mà view xong rồi người ta xem xong rồi người ta có giữ, em có giữ chân được khán giả lâu hay không, cái đó phải phụ thuộc vào chất lượng video của em. Chứ còn ví dụ như em bồi hồi về thăm lại Bến Hàm từ Sài Gòn ngày nay, không có ai tìm kiếm bằng cái từ khóa như thế. Em viết cái từ này vô nghĩa đối với thuật toán, thậm chí là còn tác dụng ngược nữa. Em, ví dụ mỗi clip của em được, bây giờ được 1.000 lượt hiển thị hoặc là 10.000 lượt hiển thị chẳng hạn, nó phải chia đều ra những cái chữ này, nó phải chia đều ra, chia một ít cho Sài Gòn, chia một ít cho Việt Kiều Mỹ, chia một ít cho bồi hồi, đúng không? Bồi hồi của em thì tỷ lệ nhấp chuột nó giảm xuống, thì em được ít lượt view thôi. Thay vì như thế tất cả mọi thứ em tập trung vào một từ khóa duy nhất. Như ở bên này, ví dụ như cái Bến Hàm Tử này, nếu mà cái lưu lượng tìm kiếm mà ít những cái chữ Bến Hàm Tử này, thì trong toàn bộ cái tag này bỏ hết cho anh chỉ để một từ khóa duy nhất là Bến Hàm Tử. Đấy là cái từ mà khán giả tìm kiếm, hiểu không? Còn kênh tàu vũ cái gì cũng không liên quan gì hết, bỏ hết ra. Để một từ đó thôi anh, Bến Hàm Tử thôi. Để cho ví dụ như cái video của em được 10.000 lượt hiển thị là hiển thị hết vào cái Bến Hàm Tử đấy cho anh. Thì cái tỷ lệ mình không cần phải để thẻ tag nhiều quá ha. Cũng cần phải để thẻ tag nhiều làm gì cả. Nhất là những cái thẻ tag mà trong đầu của em nghĩ ra là cực kỳ có hại cho video, sẽ làm rối loạn thuật toán nó không biết đề xuất vào đâu cả.